cúi đầu lại đứng Thế Tôn. Con khinh tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác hình thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vỗ xô, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng cận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ,
chứ con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang sâu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời. Cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh, chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khám nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phần, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật có tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra.
Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào. Ấy là ơn phận thâm sau bao đền, bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành.